fine now? Yes. Online. Okay. Thank you. Now, kính thưa các bạn, YouTuber, hôm nay tôi sẽ nói chuyện về các bạn có một chương trình mới gọi là Amazon Tup. Thì Amazon Tup á, Amazon đã vào Việt Nam rồi, thì có thể các bạn có thể là vào trong cái Amazon rồi đăng ký cũng giống như là bên YouTube vậy đó. Nhưng các bạn á, sẽ chọn lựa những gì bạn thích, có thể là livestream, có thể là livestream hay là chat hay là live chat, không? Thì các bạn có thể nhiều nhân khoản nó sẽ vào cái tài khoản của bạn nhiều hơn là YouTube. YouTube đó bây giờ thì đã có cái chương trình mới là phải 4.000 người xem trong tháng và phải có 1.000 người đăng ký thì mới được hưởng ứng cái chương trình trả tiền của YouTube. Mà những cái không phải là YouTube trả tiền cho các bạn, mà những nhà tài trợ và những cái nhà mà quảng cáo đó, thì nếu bạn skip cái YouTube, những người mà coi clip của bạn đó, skip quảng cáo thì họ không có được tiền đó, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà Amazon á thì nó được hơn, là nó không cần phải nó cũng có quảng cáo nhưng mà nó ít hơn là bên YouTube. Và tùy theo những cái phương tiện của bạn post lên hình ảnh hay là về chương trình gì đó của bạn, live stream hay là gì đó, thì họ sẽ trả tiền theo cái sở thích của bạn. Rồi các bạn có thể là mua hàng, mua quà ở Amazon, và bình luận, bình phẩm về món hàng đó, hay là như là phân tích về những món hàng đó, thì họ sẽ trả thêm tiền cho các bạn về cái sự phân tích hay là bình luận về những món hàng đó. Thì thấy có vẻ là nó được hơn. Thì nghĩa là Amazon Tup á, nó đã chương trình Amazon Tup á đã có 3 ngày nay chứ, nghĩa là từ hôm 17 tây tháng 3 năm 2018 này, thì các bạn có thể đăng ký vào và nhiều cái nhân khoản đó. Thì chúc các bạn thành công. Và có thể tôi sẽ làm một cái YouTube thì cũng tương tự như YouTube như vậy, nhưng mà gọi là tiếp của YouTube. Bây giờ tôi đang nghiên cứu và viết chương trình, có thể là 6 tháng hay 1 năm sau sẽ đưa lên. Nếu các bạn nào muốn nhớ đăng ký và để coi những video tới, xin thân chào các bạn YouTube. Thank you.
Slow melted, so.